Vui mừng chào đón tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Hỏi đáp Nam khoa. Chương trình do kênh truyền thông y tế Alo Bác sĩ thực hiện, được phát trên website alobacsi.com, trên fanpage Alo Bác sĩ Hỏi Bác sĩ trả lời và trên hai nền tảng YouTube là Video Alo Bác sĩ và Hỏi đáp Nam khoa. Thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện chủ đề mà tất cả nam giới chúng ta đều rất là quan tâm, đó chính là nếu mà cậu nhỏ chúng ta có quá ngắn thì có cách nào để cải thiện kích thước hay không? Và để giúp quý vị hiểu có hay không thì quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được mến chào bác sĩ Tăng. Vâng, xin chào thanh Ráp và toàn thể quý vị khán giả của chương trình Hỏi đáp Nam khoa. Dạ, để mở đầu cho chủ đề ngày hôm nay thì xin phép hỏi bác sĩ Tăng, đến độ tuổi nào thì dương vật chúng ta sẽ ngưng phát triển và trong độ tuổi nào thì phát triển ạ? Thường á, ở trẻ nam á, xung quanh độ tuổi dậy thì bắt đầu dương vật sẽ phát triển dưới sự tác động của cái hormone sinh dục nam hay còn gọi là testosterone. Sau độ tuổi này thì hầu như kích thước dương vật đã cố định rồi và nó sẽ không còn phát triển được nữa. Dạ vâng, thưa bác sĩ Tân, trong giai đoạn dậy thì những yếu tố nào làm tăng kích thước dương vật của nam giới, đặc biệt là về chiều dài ạ? Ở độ tuổi dậy thì á, thì dưới sự tác động của hormone sinh dục nam là testosterone. Testosterone đa phần sẽ được tiết ra từ tinh hoàn. Thì cái sự tác động của testosterone sẽ trên toàn bộ cơ thể của người nam giới luôn và đặc biệt trên cái cơ quan sinh dục là cực kỳ quan trọng. Thì cái hormone sinh dục nam này nó sẽ tăng cái gọi là chiều dài cũng như tăng cái kích thước của cậu nhỏ ở các bé nam trong giai đoạn này. Thì những cái trường hợp mà bị suy sinh dục đó, do thiếu hụt testosterone thì khiến cho cái kích thước của dương vật nó sẽ bị ngắn hơn hay là rất là nhỏ hơn so với những cái trẻ mà dậy thì bình thường. Thưa bác sĩ Tân ơi, nam giới chúng ta hay đề cập đến vấn đề là kích thước của dương vật, nhưng mà có nhiều anh thật sự là không có biết kích thước chuẩn là như thế nào, dài là như thế nào, ngắn là như thế nào. Dạ vâng, xin nhờ bác sĩ Tân có thể tư vấn là dương vật, kích thước của dương vật chúng ta thì dài như thế nào khi cương cũng như là khi xìu ạ? Thường á, cái kích thước dương vật của người Việt Nam của chúng ta chắc chắn nó sẽ khác so với những cái dân tộc khác trên thế giới rồi không? So với các nước như là châu Âu hoặc là Mỹ thì chắc chắn kích thước dương vật của người châu Á của chúng ta nói chung á, và người Việt Nam nói riêng sẽ ngắn hơn so với là cái kích cỡ chung của những cái nước đó ha. Tuy nhiên theo cái khảo sát của cái khoa nam học của chúng tôi á, cách đây nhiều năm rồi thì ghi nhận là cái chiều dài trung bình của dương vật khi mà xìu á là khoảng từ 6-7 cm và khi cương là khoảng 11-12 cm. Vậy nếu mà kích thước như vậy thì nam giới chúng ta đo như thế nào cho đúng? Tại có nhiều anh đắn đo về vấn đề là không biết kích thước dương vật của mình đã chuẩn hay chưa. Vậy thì nhờ bác sĩ Tân có thể hướng dẫn cái cách đo như thế nào để mà chính xác nhất ạ? Thường á, cái cách đo của dương vật cực kỳ quan trọng nha. Đặc biệt là những cái anh mà có cái vòng bụng hơi quá cỡ một chút thiếu thì cái lúc này đó cái phần mỡ nó sẽ che lấp cái phần dương vật rất là nhiều. Thì như vậy á, nếu các anh muốn đo một cách chính xác nhất thì chúng ta phải có một cái thước tương đối là hơi cứng ha, và chúng ta phải chú ý là chúng ta phải để đo sát ở phần gốc của dương vật chứ không phải là đo chỉ nhiều khi á, cái phần gốc dương vật nó sẽ bị che phủ bởi cái phần mỡ hoặc cái phần da bụng nó dày quá nó sẽ lấp cái phần này. Thì chúng ta khi mà đo như vậy chúng ta sẽ biết được là kích thước dương vật là trong lúc mà nó xìu ha, còn cái kích thước dương vật mà trong lúc cương á, thì tương đối khó khăn hơn. Bởi vì sao? Cái lúc mà mình cương á, mình đo thì thực sự rất là khó, bởi vì lúc đó mình nếu mà mình suy nghĩ về những chuyện khác thì dương vật sẽ bị xìu. Thì trong những cái nghiên cứu người ta đo cái kích thước dương vật trong lúc cương cách nào là người ta có những cái loại thuốc uống vào để giúp cho dương vật cương lên hoặc là cái thuốc chích vào dương vật. Thì sau khi mà chích xong cái dương vật cương lên như vậy, người ta sẽ đo cái chiều dài rồi đo cái chu vi của cái dương vật lúc mà nó cương cứng. Dạ, thưa bác sĩ Tân ơi, nhiều nam giới có cho rằng nếu mà dương vật chúng ta sức bóp càng to càng dài thì cái việc yêu nó càng nồng say hơn, còn ngược lại mà nếu mà chẳng hạn như chú anh chúng ta có những cái dương vật ngắn này, nhỏ thì người ta lại nói là cái cuộc yêu nó không trọn vẹn. Vậy thì cái nhận định này có đúng hay không ạ? Thực sự nó chỉ đúng một phần mà thôi. Thì trong cái quá trình mà thăm khám, bác sĩ Tân cũng đã xử lý rất là nhiều những trường hợp như vậy ha, là các anh đến khám vì rất là mặc cảm. Bác sĩ ơi, cái cậu nhỏ của em kích thước khiêm tốn quá, bác sĩ ơi em muốn làm phẫu thuật tăng cậu nhỏ hoặc là có phương pháp nào uống thuốc hay là như thế nào đó làm tăng kích cỡ cậu nhỏ lên hay không. Thì thực sự những cái trường hợp này sau khi mà mình thăm khám mình sẽ thấy là thực sự cái anh chàng này đó, cái kích thước cậu nhỏ của ảnh là hoàn toàn trong cái giới hạn bình thường. Cái con số là khoảng từ 6-7 cm khi mà xìu và 11-12 cm khi mà cương cứng. Tuy nhiên ảnh bị một cái ám ảnh, lúc nào ảnh cũng nghĩ trong đầu là tôi có kích thước dương vật quá nhỏ và tôi muốn phải làm cái gì đó để cải thiện kích thước dương vật. Thì sau khi thăm khám giải thích rất là nhiều thứ và đánh giá cả độ cương cứng, cái thời gian xuất tinh nữa, và phân tích cho anh thấy là ngoài cái chuyện kích cỡ dương vật nó còn có những yếu tố khác bên cạnh cái cuộc yêu chúng ta, đó là cái thời gian xuất tinh
hoặc là cái độ cứng của nhân vật. Yeah. Nếu cái trường hợp mà một cái anh nào đó ảnh có một cái kích cỡ nhân vật nó gọi là nó hơi to, hơi dài hơn so với bình thường đi, tuy nhiên mà cái độ cương cứng nó không đạt chuẩn hoặc là cái thời gian xuất tinh quá nhanh thì cái cuộc yêu nó cũng không gọi là hoàn hảo được. Thì một cái điều như vậy bác sĩ Tân muốn nhấn mạnh với lại quý vị khán giả đó, đó chính là cái việc mà chúng ta quá chú trọng vào kích thước thì thực sự đó là cái điều không tốt ha. Kích thước nhân vật đó là một cái gọi là tùy thuộc vào gen và tùy thuộc vào cái lượng testosterone của chúng ta nữa. Thì như vậy cái kích cỡ của nhân vật tùy vào cơ địa của mỗi người khác nhau. Tuy nhiên những cái người nào, những cái anh nào mà có cái kích cỡ nhân vật nó không gọi là không to hoặc là không dài như là kích cỡ của bạn bè của mình đi thì cũng đừng có lo lắng quá, mà chúng ta hãy chú ý tới gì, độ cương cứng của nhân vật như thế nào, rồi cái thời gian xuất tinh của chúng ta như thế nào nữa. Dạ, cảm ơn bác sĩ Tân. Thưa bác sĩ Tân, ngoài việc dương vật quá ngắn là mình không thể nào làm thỏa mãn được bản tình của mình, thì có nhiều quý anh quý ông lo rằng nếu mà quá ngắn vậy thì cái việc quan hệ tình dục khó mà thụ thai, thì vấn đề này có đúng hay không? Thật sự nó có một cái nhóm bệnh, đó là những cái trường hợp mà cái dương vật nó quá nhỏ. Dạ. Những cái trường hợp này là cái đa phần là những anh sẽ bị dị tật bẩm sinh ở trên cầu nhỏ ha. Thì những anh này sẽ bị một cái vấn đề là như vậy nè. Dưới sự phát triển mà không có cương xứng của cái cấu trúc ở bên trong cái bao trắng thể hang ha, thì nó sẽ khiến cho dương vật nó bị co nhỏ lại và nó sẽ bị cong khi mà cương cứng. Thì những cái trường hợp này quan hệ rất là khó khăn, và thậm chí một số trường hợp là những cái dị tật lỗ tiểu của các anh không phải nó đóng ở vùng quy đầu mà nó đóng ở thấp hơn một chút, gọi là lỗ tiểu thấp, thì khiến cho việc xuất tinh khó khăn hơn. Thì những cái trường hợp này sẽ dẫn đến cái hiện tượng vô sinh ha, vì liên quan tới ngoại hình hay là kích thước của dương vật. Còn những đa phần những cái trường hợp mà dương vật có kích thước nói chung là khoảng 6-7 cm khi mà xìu, hoặc 11-12 khi cương, độ cương cứng tốt và cái gọi là cái xuất tinh, cái thời gian xuất tinh tốt, và đặc biệt là cái tinh dịch của họ có chất lượng và số lượng tinh trùng tốt, thì họ vẫn có khả năng thụ thai bình thường. Nên các anh đừng lo lắng về cái vấn đề là kích thước sẽ ảnh hưởng tới chuyện mà thụ thai của các anh, trừ khi nào chúng ta có những cái dị tật mà gọi là cực kỳ nghiêm trọng trên cái dương vật của chúng ta thì chúng ta mới ảnh hưởng tới việc có thai thôi. Bên cạnh đó thì có nhiều nam giới còn hay đổ lỗi là dương vật chúng ta ngắn quá để dẫn đến tình trạng là xuất tinh sớm nè, liệt dương này, không biết là nỗi lo này của anh có đúng hay không ạ? Cái trường hợp này á nó bắt nguồn từ cái việc là gì, có một cái nhóm bệnh nhân họ bị một cái chứng gọi là rối loạn lo âu do họ nghĩ rằng họ có cái dương vật rất là nhỏ. Yeah. Ha. Thì khi mà bác sĩ Tân ngồi thăm khám, những cái trường hợp này thỉnh thoảng cũng hay gặp, là khi mà họ đến với chúng ta, họ sẽ lúc nào cũng nói là bác sĩ ơi, sao còn nhỏ của em nhỏ quá, bác sĩ ơi, em không có kích thước bằng với bạn bè gồng trang lứa của em, bác sĩ ơi, giúp em làm to ra đi, v.v. Ha. Thì khi mà chúng ta hỏi kỹ thì họ sẽ thấy là những người này họ đầu tư rất là nhiều thời gian, rất nhiều công sức và suy nghĩ rất là nhiều về cái vấn đề mà kích thước cầu nhỏ này. Và cái việc mà suy nghĩ rất nhiều, rối loạn lo lắng như vậy, rối loạn lo âu như vậy sẽ khiến cho họ dẫn đến cái việc là rối loạn tình dục như là rối loạn cương và xuất tinh sớm. Khi mà chúng ta tiếp cận với những trường hợp này, đa phần là những trường hợp khó trong các chẩn đoán và điều trị nam khoa, thì đòi hỏi chúng ta phải hỏi kỹ bệnh sử, phân tích cho họ thấy những cái vấn đề đâu là cái sự chính xác, đâu là dẫn đến cái sự lo âu của họ. Và chúng ta đòi hỏi phải gọi là phân tích cho họ thấy và đưa ra một cái liệu pháp chứng an cái tâm lý, hành vi của họ để có thể chữa khỏi những cái rối loạn tình dục gây ra do cái việc rối loạn lo âu này. Dạ, thưa bác sĩ Tân, anh em thường đùa nhau là kích thước thì không có quan trọng bằng kỹ năng. Nhưng mà quả thật mà lỡ mà nam giới chúng ta sở hữu một cái cầu nhỏ quá ngắn, quá khiêm tốn thì thật sự là một cái nỗi rất là lo âu mà mặc cảm nữa. Thì liệu rằng có những cái phương pháp nào để kéo dài súng ống cho anh em chúng ta không ạ? Vâng, cái vế thứ nhất á, mà khi Ráp hỏi thì bác sĩ Tân sẽ trả lời là kích thước thật sự nó cũng không quan trọng lắm. Yeah. Như là bác sĩ có phân tích rồi, ngoài cái việc kích thước thì cái độ cứng hoặc là cái thời gian xuất tinh cũng cực kỳ quan trọng ha. Và bên cạnh đó là gì, những cái sự gọi là âu yếm, cái sự kích thích của chúng ta trong cái quá trình quan hệ nó cũng cực kỳ quan trọng, chứ không hẳn là kích thước quyết định tất cả đâu ha. Rồi cái điều mà rất là nhiều những cái người nam giới luôn luôn suy nghĩ là gì, họ luôn luôn tìm cách để kéo dài cầu nhỏ ra, nhưng thực sự hiện nay có hay không, nào là các chúng ta, nếu chúng ta có thể là tìm hiểu trên mạng đó, chúng ta thấy là nào là lại gel để tăng kích thước nè, rồi các loại máy để tăng kích thước nè, rồi phẫu thuật để tăng kích thước nè, thực sự như vậy có hiệu quả hay không? Đầu tiên bác sĩ Tân sẽ phân tích các loại gel. Cho tới hiện nay chưa có một cái loại gel nào thoa vào
còn nhỏ chúng ta để giúp nó tăng kích thước cả. Nên quý vị đừng tin vào những cái lời đó. Cái phương pháp thứ hai đó, đó là những cái máy thường mà các bạn hay hỏi bác sĩ Tân nhiều nhất. Đó là các loại tạ để treo vào cái cầu nhỏ nè. Cái thứ hai là các loại máy như là máy hút chân không ha, để mà tăng kích thước cầu nhỏ. Và cái thứ ba là cái là máy mà nó gọi là cái máy kéo giãn dương vật đó, ha. Thì thực sự phương pháp kéo tạ thì mình không biết là các bạn nghe nguồn gốc từ đâu, nghe những lời quảng cáo từ đâu mà các bạn đeo tạ như vậy. Thực sự nó rất nguy hiểm, bởi vì sao? Nó có thể gây chấn thương trên cầu nhỏ của chúng ta. Và nếu cái sự chấn thương này tổn thương những mạch máu, làm tụ máu rất nhiều, các bạn sẽ vào cấp cứu ha. Và chưa có một cái bằng chứng nào cho thấy là bác sĩ Tân khuyên các bạn là cái phương pháp kéo tạ này sẽ tăng kích thước cho các bạn cả. Nên các bạn đừng có quan tâm tới phương pháp này. Một cái phương pháp thứ hai mà các bạn cũng truyền tai nhau rất là nhiều, đặc biệt là mua trên mạng, đó là cái dùng các máy hút chân không. Cái tiếng Anh nó gọi là vacuum device. Thì những loại máy này á, cái mục đích của nó xuất hiện ra không phải là để điều trị vấn đề mà cải thiện cầu nhỏ, mà nó để điều trị vấn đề rồi là rối loạn cương ha. Trong cái chủ đề có rối loạn cương, bác sĩ Tân có phân tích về cái máy này rồi. Thì ngoài cái việc mà điều trị rối loạn cương thì một số cái nhà nghiên cứu về nam khoa đó, họ thực hiện những cái nghiên cứu. Tuy nhiên cái vai trò hoặc là cái hiệu quả của cái máy này á, trên sự cải thiện của kích thước cầu nhỏ cực kỳ thấp, và đòi hỏi chúng ta phải đeo và sử dụng cho nó trong thời gian dài, khoảng 6 tháng trở lên ha. Thì như vậy quý vị đừng tốn công, gọi là đừng tốn thời gian. Nếu kích thước của chúng ta tốt rồi, chúng ta đừng tốn thời gian bận tâm sử dụng những cái máy như vậy. Một cái loại máy nữa là máy kéo giãn dương vật. Cái máy này á, thật sự tên tiếng Anh của nó là penile stretching ha. Thì nó là một cái máy dùng để kéo giãn và chỉnh cái độ cong ha. Thì cái máy này dùng để điều trị cho những cái trường hợp mà bị cong dương vật mắc phải, hay còn gọi là bệnh Peyronie đó ha. Thì cái máy này á, một số cái nghiên cứu cho thấy là sau khi sử dụng nó có thể tăng lên từ 0,5 cho tới 1 cm. Tuy nhiên cái thời gian sử dụng và cái tần suất sử dụng rất là lâu dài. Một ngày các bạn phải đeo từ 3 đến 6 tiếng và trong vòng 3 đến 6 tháng. Đó, các bạn thấy không? Thực sự tốn rất là nhiều kỳ công mà cái hiệu quả mang lại chưa có hiệu quả đâu ha. Rồi một cái phương pháp, cái lựa chọn thứ ba mà các bạn hay hỏi bác sĩ Tân, đó là cái việc mà phẫu thuật để kéo dài dương vật. Mình khẳng định với các bạn, cho tới hiện nay chưa có một cái phương pháp nào được các bác sĩ về chuyên môn về nam khoa đó, các hiệp hội nam khoa uy tín trên thế giới đưa ra là chúng ta phải làm những phương pháp này để nhằm cải thiện dương vật. Thật sự phẫu thuật cải thiện dương vật chỉ đặt ra rất là hạn chế trong những cái trường hợp dương vật bị dị tật bẩm sinh, như là bị cong nè, rồi bị rối loạn phát triển của cái thể hang của cầu nhỏ vân vân. Cái thứ hai là những cái trường hợp mà chúng ta có cái vòng hai quá cỡ đi, nó sẽ làm che mất cái gọi là cái dương vật của chúng ta rồi. Thì những trường hợp này chúng ta phẫu thuật để mà giải phóng cái gốc dương vật ra, đồng thời sẽ lấy những cái mỡ ở xung quanh của cái vùng xương mu đó, nhưng mà cái hiệu quả của nó mang lại cũng không có nhiều nữa ha. Cái phẫu thuật thứ ba hay sử dụng trong điều trị các trường hợp đó là cong dương vật mắc phải, hay gọi là Peyronie đó, là phẫu thuật rút xâm lấn. Chúng ta sẽ xẻ cái thể hang và cái bao trắng đó, và sẽ dùng những cái mảnh ghép. Phẫu thuật này cực kỳ xâm lấn và gọi là một cái phương pháp chúng ta không nên nghĩ tới, và đối đế lắm chúng ta mới sử dụng những cái trường hợp này trong trường hợp Peyronie mà thôi. Nói tóm lại là gì? Nó có 3 nhóm để điều trị cải thiện kích thước dương vật. Tuy nhiên những cái nhóm này đều là những cái lời đồn, cũng như là những cái khuyến cáo mà nó theo kinh nghiệm và theo những báo cáo nhỏ lẻ mà thôi. Chưa có một cái nghiên cứu chính thống và chưa có một cái bằng chứng mạnh để củng cố cho việc này. Cái gel thì nó không có hiệu quả. Cái thứ hai là những cái loại máy thì cái thời gian chúng ta phải sử dụng rất là nhiều, tuy nhiên cái hiệu quả mang lại cũng không mong muốn. Và cái thứ ba là cái phẫu thuật chỉ đặt ra rất hạn hẹp trong những trường hợp mà có dị tật bẩm sinh ở vùng này mà thôi. Đúng là như bác sĩ Tân chia sẻ, có thể thấy là nếu mà chúng ta search cái từ khóa là cải thiện kích thước dương vật thì nó ra hàng vạn những cái giải đáp, chẳng hạn như là như bác sĩ Tân chia sẻ là thuốc, rồi phẫu thuật, rồi các loại máy, các phòng khám tư nhân hoặc là những người họ bán rất là nhiều tràn lan trên đó. Và có rất nhiều người nam giới chúng ta thì lúc nào và chẳng muốn mà để nó phát triển nhiều hơn, để cho khỏi ngại, khỏi tự ti, nhưng mà thật ra đó là lợi bất cập hại. Không biết là trong quá trình thăm khám và điều trị của mình thì bác sĩ Tân gặp những cái hậu quả nào để lại khi mà quý anh con chúng ta lạm dụng những cái phương pháp này chưa? Gặp nhiều lắm. Không những bác sĩ Tân gặp đâu mà các đồng nghiệp bác sĩ Tân cũng gặp nữa. Cái nhiều nhất đó là cái việc mà chúng ta sử dụng những cái phương pháp, dùng những cái máy ha. Đó, cái máy chúng ta sử dụng không đúng cách
Bởi vì những cái máy đó là những thiết bị điều trị rối loạn cương thì phải được bác sĩ của chúng tôi hướng dẫn cho quý vị mới biết cách sử dụng, mới biết là đâu là điểm dừng, đâu là những cái tác dụng phụ và khi nào phải đến cấp cứu chứ không. Thì những cái máy này sẽ gây tổn thương bầm máu, rồi có thể là cái tổn thương trên bề mặt da ha, rồi thỉnh thoảng thì cũng gặp những cái loại là gel bôi đó. Các loại gel bôi thì các anh cũng sử dụng cái loại này và gây bỏng cái lớp da ở trên bề mặt của dương vật á. Rồi một cái thể bệnh mà chúng tôi cũng hay gặp nữa là các anh tự chích các silicon vào trong thân của cậu nhỏ của các anh đó ha, thì truyền tay nhau, bạn bè truyền với tay với nhau, chích xong có thể nó to ra đó, nhưng một thời gian thì cái da dương vật nó hoại tử và những trường hợp này xử lý cực kỳ phức tạp. Rồi một số loại phẫu thuật ở những cái cơ sở không chính thống sau đó sẽ bị nhiễm trùng, rồi sẽ ảnh hưởng tới cái cậu nhỏ, tình trạng cậu nhỏ của các anh đó. Và khi mà các anh đến để chúng tôi xử lý cái tai biến này, biến chứng này đó, cực kỳ khó khăn. Cảm ơn bác sĩ Tân. Kính thưa quý vị, như là bác sĩ Tân chia sẻ thì hiện tại trên thị trường thì có rất là vô vàn những cái phương pháp điều trị cái căn bệnh này, nhưng mà thật ra thì chẳng có cái phương pháp nào mà xài được đâu thưa quý vị. Vì thế là quý vị chúng ta đừng nên để mà tránh cái trường hợp tiền mất tật mang nữa nha quý vị. Dạ thưa bác sĩ Tân, vậy thì đối với các bạn nam trong độ tuổi dậy thì làm cách nào để mà cậu nhỏ chúng ta phát triển một cách toàn diện hơn ạ? Cái cách tốt nhất á, để các trẻ nam chúng ta trong độ tuổi dậy thì á, phát triển toàn diện hơn thì chúng ta hãy chú ý tới chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt của chúng ta ha. Cậu nhỏ của chúng ta nó cũng chỉ là một bộ phận trong cơ thể, thì cơ thể chúng ta phát triển khỏe mạnh thì cậu nhỏ nó sẽ phát triển khỏe mạnh. Và một điều mà các bạn hãy lưu ý là gì, những cái trường hợp mà chúng ta phải chú ý là chúng ta bị dậy thì muộn hoặc là chậm hoặc là không có dậy thì những trường hợp này đó, dù các bạn đã qua độ tuổi dậy thì rồi mà kích thước dương vật hoặc là kích thước hai tinh hoàn của bạn cực kỳ nhỏ như kích thước của một em bé như vậy đó, thì những trường hợp này đa phần các bạn có bệnh lý thì chúng ta phải đi khám ha. Rồi còn lại nếu kích thước còn nhỏ chúng ta trong cái giới hạn của bác sĩ Tân vừa chia sẻ ở đầu chương trình đó, là 6 cm khi mà rìu, 11 cm khi mà cương đó, thì chúng ta đừng có gì lo lắng cả. Nếu còn nhỏ chúng ta hơn cái mức độ này thì ok, chúc mừng các bạn. Đó là kích thước của chúng ta là cũng là gọi là dùng cái từ mà gọi là các đạt bạn hay chuẩn. Dùng là đạt chuẩn hoặc là ngon rồi đó ha. Còn các bạn nào ở trong cái độ cái gọi là cái chuẩn này, trong cái con số này hoặc là thấp hơn một chút xíu, tuy nhiên cái độ cứng chúng ta tốt, chúng ta quan hệ tốt và cái thời gian xuất tinh của chúng ta đạt chuẩn thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng, không cần phải cứ phải lên mạng tìm hoặc là tốn rất là nhiều tiền để mà cải thiện kích thước của chúng ta đâu. Bởi vì chúng ta làm không khéo là tiền mất tật mang và để lại một cái hậu quả trầm trọng trên cậu nhỏ của chúng ta. Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của thạc sĩ bác sĩ Lê Vũ Tân. Thưa quý vị, và thông tin vừa rồi của bác sĩ Tân chia sẻ cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.